Phát biểu trong buổi họp báo sau thất bại trước Alexander Zverev, Roger Federer thừa nhận bản thân bất ngờ vì Novak Djokovic đã dừng bước dưới tay Stefanos Tsitsipas. Tại giải đấu năm nay, Tsitsipas thể hiện rất tốt, song tôi thật sự không nghĩ đến khả năng của anh có thể khuất phục được Djokovic. Bên cạnh đó, Fed cũng dành lời khen ngợi cho Zverev, người khiến tàu tốc hành kết thúc sớm hành trình tại Thượng Hải năm nay. Zverev đã giao bóng rất tốt, giống như lần đối mặt với tôi ở London năm ngoái, đây thật sự là thời điểm chuyển giao thú vị của làng quần vợt. Sau Thượng Hải, Roger Federer sẽ trở về quê nhà để tham dự Paddle mở rộng, giải đấu mà tàu tốc hành đang là nhà đương kim vô địch. Theo các chuyên gia lẫn những nhà khoa học, con người không thể hoàn tất cự ly full marathon với thời gian dưới 2 giờ. Tuy vậy, vận động viên Eliud Kipchoge đã chứng minh con người vẫn có thể phá vỡ những giới hạn của mình. Theo đó, tại sự kiện Ineos 1 giờ 59 phút challenge diễn ra tại Áo, Kipchoge đã hoàn tất quãng đường 42,195 km với thời gian 1 giờ 59 phút 40,2 giây. Do sự kiện không đáp ứng tiêu chuẩn quy định của IAAF, nên kỷ lục của vận động viên sinh năm 84 sẽ không được công nhận kỷ lục thế giới. Dù IAAF có công nhận kỷ lục này hay không, Kipchoge vẫn sẽ được nhắc đến như người đầu tiên trên thế giới đột phá giới hạn của con người. Chung kết đơn nam giải vô địch các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2019 là câu chuyện giữa Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Hải Đăng. Tay vợt số 1 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 21-12. Tỷ số được cân bằng khi Hải Đăng thắng kịch tính 22-20 ở set 2. Tại set quyết định, Tiến Minh thể hiện bản lĩnh của mình trước sức trẻ của Hải Đăng và chiến thắng chung cuộc 21-15. Bảo vệ thành công chiếc vô địch ở tuổi 36, Nguyễn Tiến Minh khẳng định vị thế của tay vợt số 1 Việt Nam bất chấp những gánh nặng tuổi tác. Trong cuộc trò chuyện trên E-News, Mike Tyson đã tiết lộ cái tên yêu thích nhất của anh tại UFC. Khác với suy đoán của nhiều người, võ sĩ được Tyson yêu mến không phải là những cái tên đình đám như John Jones, Khabib Nurmagomedov hay Conor McGregor. Thay vào đó, cựu vô địch hạng nặng thế giới ấn tượng nhất với Cody Garbrandt. Garbrandt từng là ngôi sao sáng hạng Bantamweight với đỉnh cao là đai vô địch vào năm 2016. Tuy vậy, kể từ sau thất bại ở trận bảo vệ đai tại UFC 217, Garbrandt đã không còn là chính mình khi đã thua 3 trận liên tiếp trong 3 năm. Trong trận giao hữu thứ hai với Brooklyn Nets, LA Lakers tiếp tục hứng chịu thất bại hoàn toàn trước đội bóng của Kenny Atkinson. Bộ đôi ngôi sao LeBron James, Anthony Davis chỉ thi đấu trong hiệp 1 và đóng góp tổng cộng 12 điểm. Bên phía Nets dù thiếu vắng Kyrie Irving, song đội bóng bang New York vẫn làm chủ trận đấu nhờ phong độ xuất sắc của Caris LeVert với 22 điểm, 4 rebound, 5 kiến tạo. LeVert góp công lớn cho thắng lợi chung cuộc 91-77 của Nets. Sau hai trận giao hữu tại Trung Quốc, Nets sẽ trở lại Mỹ để chuẩn bị cho màn tiếp đón Toronto Raptors trong khuôn khổ NBA preseason. Trong khi đó, LA Lakers sẽ tiếp đón Golden State Warriors vào thứ ba tuần sau tại nhà thi đấu Staples Center. Vòng bảng chung kết thế giới 2019 chính thức khởi tranh với cuộc đối đầu giữa SKT và Athletic. Nhà vô địch LCK sớm nhìn lợi thế với những pha xâm nhập vào rừng đối thủ, quyết định đem quân bài Kristana ra đường giữa thu lại hiệu quả cực lớn khi Faker đã mang đến cơn ác mộng thật sự cho đại diện châu Âu với KDA là 908. Về phía Athletic, họ không thể tạo nên bất ngờ trong ván đấu mà bộ đội đường dưới Garen Yumi đã bị khắc chế hoàn toàn. Sau tình huống Anbaran, SKT tràn vào nhà chính Athletic và chiếc điểm trận đấu vào phút 35. Trong trận đấu còn lại của bảng C tử thần, RNG tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Clutch Gaming. Ván đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đại diện của LPL. Ở trận đấu được chờ đợi như Gamma Spurs, nhà vô địch VCS đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà. Sự cơ động của North Karen với quân bài Nautilus đã tạo nên sức ép cực lớn về phía Gam. Mọi thứ chấm hết cho đại diện Việt Nam sau tình huống unbarred thành công của Spurs. Ở trận đấu còn lại của bảng B, J-Team gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 1 của LPL, FunPlus Phoenix.